Hello, chào mừng quý chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh ô tô miền Nam nhé. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì Hảo đây sẽ xin giới thiệu cho quý anh chị mình một cái dòng xe tải đến từ thương hiệu Hyundai, sản phẩm được nhập 3 cục. Đó. Trước mặt anh quý anh chị đây là vua trong phân khúc tải nhẹ. Đó. New Boxer H150, dòng xe tải 1 tấn rưỡi. Thì con này được sơn màu sơn là màu trắng và lên một cái bảo thùng mui bạc bẩn nhôm inox đóng tại chuyên dùng miền Nam đó. Thì cái dòng xe này đã ra phiên bản 2022 rồi nhá. Đấy, vừa được cập bến và đã cho đóng thùng đó. Và cái thùng này được đóng tại chuyên dùng miền Nam. Thì bây giờ Hảo sẽ quay chi tiết về phần thùng cho mấy anh chị mình xem. Đây, thùng là thùng bẩn nhôm 5 bẩn, 1 bẩn, 2 bẩn, 3 bẩn, và phía bên kia 2 bẩn nữa là 5 bẩn nha quý anh chị. Này thì đối với cái mẫu thùng bẩn nhôm này thì nhìn bề ngoài thì nó sẽ đẹp hơn, sẽ sắc sảo hơn. Đó. Về cái phần tuổi thọ thùng thì nó cũng sẽ được là đương nhiên là nó sẽ nâng cao hơn, chất lượng hơn. Đó. Bây giờ Hảo sẽ mở bẩn cho quý anh chị mình xem. Thì đối với cái mẫu 5 bẩn thì quý anh chị mình chở hàng hóa bốc vỡ được 2 phía luôn. Và phía sau nữa là 3 phía luôn. Đó. Đây. Thùng đóng tại miền Nam, pha tôm inox. Và đặc biệt con xe này khách yêu cầu luôn là bắn cái vách trên nha quý vị. Vách inox dập sóng. Đây, inox và đã được dập sóng luôn. Này, nhìn cái thùng khá chắc nha. Rồi, phá tôm phá inox nè. Thùng đóng tại miền Nam, phá tôm inox. Đây, bựng nhôm. Đó, nhôm này là nhôm lá và được ghép lại thành nguyên khối luôn. Thì đương nhiên bựng nhôm inox đi kèm theo nó là phải là bản lề inox nha quý vị. Đây. Sàn xe thì sử dụng là sàn phẳng inox phẳng. Đây, còn nếu mà quý anh chị nào mình có nhu cầu mình nhập sóng thì bên em sẽ dập cho quý anh chị mình luôn đó, sẽ bao gia công nhập sóng cho quý anh chị mình luôn nha. Đây, về cái phần cản thì đối với cái mẫu bẩn nhôm inox thì không thể thiếu là cản inox rồi. Đây, và inox này có được cọc composite luôn nha, và có thương hiệu của miền Nam. Đây, thương hiệu miền Nam nha quý anh chị. Đấy. Trụ xe thì đối với một cái kết cấu cái thùng thì không thể nào thiếu phần trụ. Đó, để nó gia cố chắc chắn hơn. Đây, trụ xe. Trụ là trụ U nhưng mà sử dụng vật liệu là thép và sơn 2 lớp. Lớp thứ nhất là sơn chống ánh sáng mờ và sơn 1 lớp sơn màu. Ở đây khách yêu cầu sơn màu bạc. Bên em sơn màu bạc cho khách. Đấy. Quý anh chị nào mình thích sơn màu đỏ nè, sơn màu vàng, màu xanh cho cái thùng nó nổi bật hơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua cho em nhé. Rồi. Thì đối với cái phân khúc tải mà 1 tấn rưỡi này thì Hyundai Boxer thì hầu như thì nó là vô đối rồi, không có đối thủ cạnh tranh nha. Đó. Và cái doanh số của nó thì hầu như là lúc nào cũng đứng top hết nha quý vị. Đây, trung bình tất cả tháng luôn. Đây, doanh số bán vượt trội nha. Rồi. Phá inox bây giờ Hảo sẽ gắn bạc lại nha. Ok. Về cái phần bạc này, nếu mà quý anh chị mình thích làm bạc 3 mảnh, 5 mảnh hoặc là bạc hộp thì bên em có thể là làm theo yêu cầu khách hàng luôn. Đây, để cho quý anh chị mình dễ dàng lựa chọn và sử dụng. Đây, thùng 5 bẩn nhôm mà. Phía sau không thể thiếu là một cái bẩn nhôm nữa. Đó. Và mỗi một chiếc thùng được đóng tại chuyên dùng miền Nam bên em đưa ra thị trường thì nó đều có tháng sản xuất, năm sản xuất và bảo hành 12 tháng cho quý anh chị mình. Đó, thùng đóng tại miền Nam có bảo hành nha quý anh chị. Về phần cửa sau thì hiện tại nó đang đóng là cửa mở cánh nha. Còn nếu mà quý anh chị mình thích mở vỉ chống lên thì bên em sẽ đóng mở vỉ cho quý anh chị mình nha. Còn mở cánh thì nó sẽ tiện hơn. Một số mặt hàng đặc thù thì quý anh chị mình có thể là yêu cầu đóng mở vỉ. Đó. Tay phá bán lề nè, inox nha, bán lề inox luôn đó. Đây. Và ở những cái thanh phá này bên em hàng lại gia cố nó sẽ chắc chắn hơn. Đây, nhôm mà đó. Xe 1 tấn rưỡi thôi nhưng mà về cái kết cấu hoàn thiện nó thì
khá là vững nha quý chị, quý chị mình yên tâm chở hàng hóa đó. À, còn đối với cái dòng New Boxster H150 trong năm 2022 này thì nó vẫn giữ nguyên cái lối thiết kế cũ thôi. Đây, cabin liền nè. Lớp trước nó sẽ to hơn cái phần lớp sau. Đây, lớp trước là mâm nó mâm 15 và lớp sau là mâm 13. Đó. Về tổng thể thì những cái lớp trước Hảo đã quay cái phần cabin chassis rồi. Và bây giờ Hảo sẽ chia sẻ thêm về cái phần thùng thôi. Mua bạc bằng nhôm đóng tại Chi Nhung miền Nam. Nếu mà quý anh chị nào mình có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp qua cho Hảo qua số điện thoại 0908 965 300. Nếu mà quý anh chị mình cảm thấy video clip này hấp dẫn, thấy hay thì nhớ cho em xin một like và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại quý anh chị ở một video clip lần sau nhé. Xin chào.